cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Vương Hy Viên, vụ án nhà tang lễ Yên Tỏa, nổi tiếng ở đất nước Trung Quốc. Vụ án này đã xảy ra ở xã Tôn Tập, huyện Thương Hà, tỉnh Sơn Đồng, Trung Quốc vào năm 2009. Trong xã có một trại nuôi gà của Vương Hy Viên, anh ta sinh vào năm 1976, hiện đã là cha của ba đứa trẻ và có một cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ. Vợ anh đã ra ngoài để làm công được một năm, từ đó đến nay chưa về thăm nhà lần nào. Cũng vì thế mà Viên đã quyết định tìm tới một cô gái khác để khỏa lấp nỗi cô đơn. Quan hệ giữa cả hai luôn được giữ kín, bởi vì cô gái này chính là vợ của Trương Bản Lĩnh, là một người bạn cùng quê với Vương Hy Viên, nói cách khác là cả hai đều đang lén lút ngoại tình. Quan hệ giữa Lĩnh và Viên lại khá thân thiết, cả hai thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Lĩnh, anh ta hiện đang làm nghề mai táng ở trong xã và còn nhận vận chuyển thân thể đi hỏa táng. Việc làm ăn khá thuận lợi nên gia cảnh cũng dư giả. Đáng tiếc tình cảm giữa Lĩnh và vợ lại không tốt đẹp mấy. Anh ta thường xuyên đánh đập người vợ của mình. Chính vì thế mà cô đã lén lút qua lại với Viên để tìm kiếm sự an ủi. Theo lý, Hồng Hà là người vợ của Lĩnh, có thể ly hôn để thoát khỏi người chồng vũ phu. Nhưng vì vài nguyên nhân nên cô không thể ly hôn được. Do đó, cô ta đã bèn nghĩ ra kế hoạch hợp mưu với Viên để sát hại Lĩnh. Về phần Vương Hy Viên, có lẽ vì muốn cứu vớt Hồng Hà hoặc muốn được chính thức ở bên cô ta nên đã đồng ý giúp người tình. Vào tháng 3 năm 2009, cả hai đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tiên. Họ định sẽ dựa vào sự quen thuộc của mình với Lĩnh để ra tay, như là hạ độc hoặc là chặn đường rồi giết người quang xác. Nhưng những cách này dễ dàng để lại manh mối và rất khó để thoát thân. Cuối cùng, họ đã lựa chọn cách an toàn hơn, đó là thuê sát thủ để giết người. Nghe có vẻ như hơi khó tin, tuy nhiên, được sự giới thiệu của Trương Thuần Tường, Viên đã tìm được hai sát thủ đến từ Thiên Tân, tên là Hàn Bản Lợi và Hàn Bảo Sơn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai bên đã quyết định lấy giá là 100.000 nhân dân tệ để hoàn thành phi vụ này. Khi đã nhận được một nửa tiền cọc, thì hai tên sát thủ này đã chạy đến Thương Hà để ám sát anh Lĩnh. Lúc ban đầu, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn ô tô, búa và súng để thực hiện kế hoạch ám sát này. Đồng thời cũng nghĩ ra sẵn cách để bản thân có thể thoát thân một cách nhanh chóng và an toàn. Khi đến nơi thì bọn chúng không ngờ lại nhận được sự giúp đỡ của Hồng Hà. Dưới sự phối hợp của ba bên, dường như tính mạng anh Lĩnh đang lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, hai gã sát thủ này có vẻ không phải là dân chuyên nghiệp, nên tuy đã thử đủ cách như tung xe và ngắm bắn, nhưng tất cả đều thất bại. Chúng lúc này đã nghĩ ra việc ngụy tạo một vụ nổ ngoài ý muốn để có thể sát hại anh Lĩnh. Đồng thời việc này cũng sẽ giúp xóa sạch mọi manh mối. Vào tháng 10 năm 2009, chúng đã chế tạo ra một loại bom đơn giản để gắn lên xe của anh Lĩnh. Rồi nhân lúc anh này chạy xe ra chỗ đường vắng thì sẽ cho nó phát nổ. Thế nhưng, anh Lĩnh lại quá may mắn vì quả bom đã nổ trước khi anh kịp lên xe. Kế hoạch này vì thế lại tiếp tục thất bại. Sau nhiều lần vô tình gặp phải nguy hiểm khó hiểu, nên anh Lĩnh nhận ra dường như có người đang muốn ám sát mình. Nhưng lại không thông báo vụ việc này cho cảnh sát, mà chỉ trao đổi với chị ruột của mình. Cả hai cho rằng, nếu báo cảnh sát thì có vẻ hơi quá lố, vì họ chưa có chứng cứ gì xác thực. Huống hồ Lĩnh cũng tự nhận rằng, bản thân mình chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Cuối cùng, anh Lĩnh chỉ cẩn thận hơn để tránh bị hại, rồi tranh thủ tìm chứng cứ rõ ràng để thông báo cho cảnh sát. Về phía hai tên sát thủ, sau nhiều lần thất bại thì kinh phí ứng trước đã gần như cạn sạch. Cả hai buộc phải liên hệ với Vương Hy Viên để đòi thêm tiền. Trong quá trình trao đổi thì hai bên đã phát sinh tranh cãi. Cuối cùng, Hàn Bản Lợi đã uy hiếp buộc Viên phải chi thêm 40.000 nhân dân tệ nữa. Bản thân Viên có thể chia làm nhiều đợt để trả cho chúng, chứ không cần trả ngay lập tức. Vì chuyện này mà Viên cũng cảm thấy bất mãn với hai gã sát thủ. Đã không làm được chuyện thì thôi, nay lại còn uy hiếp ngược lại mình, đúng là trộm gà không được còn mất cả nắm gạo. Vì thế mà anh ta bắt đầu nghĩ cách giải quyết, nếu đến cuối cùng hai tên này vẫn không giết được Lĩnh. Vậy chẳng lẽ để chúng ung dung ôm tiền bỏ đi hay sao? Thế khác nào để lại tai họa ngầm cả đời cho bản thân. Sau một hồi suy nghĩ,
Viên đã nghĩ ra một cách, đó là chia rẽ hai tên sát thủ này. Bản thân sẽ lấy tiền phí của mình ra để làm mồi và kích thích cả hai tự giết hại lẫn nhau. Cụ thể hơn, anh ta đã âm thầm trao đổi với từng người, nói rằng nếu họ giết bớt tên còn lại thì sẽ được ôm trọn số tiền 140.000 nhân dân tệ. Đây cũng chính là một trong những điểm đáng sợ của vụ án này, đó là kế sách tự bảo vệ bản thân mình của Vương Hy Viên. Nếu để hai tên này tự giết lẫn nhau, kẻ bị giết sẽ câm miệng, kẻ còn sống thì tay đã dính máu cũng phải tự giác im mồm. Như thế quan hệ giữa hai bên sẽ trở nên cân bằng. Lúc đó thì ai cũng nắm được nhược điểm của đối phương ở trong tay. Hai tên này vốn đã vì nhiệm vụ mà liên tục thất bại nên sinh ra mâu thuẫn. Nay lại có Viên cố tình chia rẽ, bèn sinh lòng ngờ vực lẫn nhau. Vào ngày 24 tháng 1 năm 2010, sau một lần ám sát thất bại nữa, thì cả hai cuối cùng đã quyết định xử lý luôn đối phương. Kết quả là Hàn Bản Lợi đã chết, và Hàn Bản Sơn sau đó đã gọi điện để yêu cầu Viên giúp mình xử lý thi thể. Cả hai đã ngồi trong ô tô để chở xác Lợi đến một khu giếng bỏ hoang ở trong xã, để phi tang thi thể. Trước đó, để chuẩn bị cho kế hoạch ngư ông đắc lợi của mình, thì Viên thậm chí đã đi điều tra địa hình, để xem nơi nào vứt xác hợp lý nhất, và đã chọn được khu giếng này. Lúc vứt xác của Lợi, thì cả hai đã lột sạch quần áo trên người của nạn nhân để xóa bỏ mọi chứng cứ. Sơn còn tiện tay quăng cây búa hung khí xuống dưới giếng. Khi đã xong xuôi mọi việc, thì Sơn đã cầm số tiền Viên đưa, rồi nhanh chóng rời khỏi Thương Hà để về nhà. Vừa về đến quê nhà, thì Sơn đã bị vợ của Hàn Bản Lợi hỏi thăm, cô muốn biết về tung tích của chồng mình. Gã lúc này bảo rằng, cả hai khi đến Thương Hà thì đã chia nhau ra, nên hắn ta không biết Hàn Bản Lợi hiện đã đi đâu. Về phía của Viên, sau khi vứt xác xong thì anh ta đã xử lý quần áo của Hàn Bản Lợi. Cùng với đó là rửa sạch ô tô rồi đưa đi phun sơn lại, mong có thể hủy sạch mọi chứng cứ. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, nên sau khi phun sơn thì anh ta đã không đến xưởng để lấy xe về. Và cái xác trong giếng kia, nó như một quả bom, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Trong khi đó, tính trước tính sau chuyện ám sát Lĩnh đã kéo dài gần một năm mà vẫn chẳng có tiến triển gì mới, Viên cũng chẳng còn tâm trạng để lo liệu việc Tết nhất. Hồng Hà cũng cảm thấy rất thất vọng, bởi vì lúc này Lĩnh đã nghi ngờ cô ta ngoại tình, nhưng hiện anh chưa có chứng cứ cụ thể. Cuối cùng, anh ta đã từng lén trộm điện thoại của Hồng Hà, rồi phát hiện vợ mình và Viên thường xuyên liên lạc, nên đã nảy sinh lòng nghi ngờ. Sau đó, cả hai đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Lần này Hồng Hà bực tức và đã bỏ sang tỉnh khác để làm công. Cả Tết cũng không về, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với nhà chồng. Thấy vợ mình đã bỏ trốn, Lĩnh cảm thấy vô cùng khó chịu và quyết định đi tìm Viên để tính sổ. Vì thấy Lĩnh tìm đến nhà để gây chuyện, nên Viên cảm thấy lo lắng và cố gắng tránh chạm trán trực tiếp. Dù có gặp cũng một mực phủ nhận quan hệ giữa mình và Hồng Hà, điều này đã vô tình làm cho Lĩnh cảm thấy tức giận hơn. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2010, vừa qua Tết âm lịch, Trương Bản Lĩnh đã gọi cho Lý Văn Tây đến nhà để giúp mình dạy cho Vương Hy Viên một bài học, đồng thời ép hỏi tung tích của Trương Hồng Hà. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, Lĩnh cuối cùng đã tìm được cơ hội. Anh ta đã lái xe và đậu ở gần trại gà của Viên, rồi sau đó lẻn vào trong, vừa hay là gặp được Viên đang đứng cho gà ăn. Nhưng có một chuyện mà Lĩnh không biết, đó là cô vợ bỏ trốn mà anh ta đang tìm bấy lâu, hiện giờ đang ở trong trại gà của Viên. Hóa ra, lúc đó Hồng Hà bỏ đi nhưng lại không tìm được việc gì, đành phải về quê và ở tạm trong trại gà của Viên. Thấy Lĩnh đến tìm mình, Viên chột dạ đồng ý đi theo Lĩnh ra ngoài. Trước khi đi thì anh ta còn la lớn lên rằng: "Tôi phải đi theo Trương Bản Lĩnh đến xưởng sửa xe, chắc hẳn là muốn nhắc nhở Hồng Hà đang núp ở trong nhà." Hai người đã đi vào xưởng sửa xe một lúc rồi lần lượt trở về, sau đó tập hợp ở cửa hàng nhà của Lĩnh. Lúc này Lý Văn Tây đã đợi sẵn ở đó. Cả hai bắt đầu ép hỏi thông tin từ Viên. Thấy anh ta liên tục từ chối, hai bên đã khắc khẩu rồi đánh nhau. Lĩnh và Tây đã hợp lực để lấy 2-1, làm cho Viên đang ngồi trên ghế phải ngã lăn xuống đất và bất tỉnh. Ban đầu, cả hai chỉ nghĩ Viên té xỉu, được một lúc thì nhận ra nạn nhân đã ngừng thở. Cả hai đã bắt đầu luống cuống, vì chuyện này đã vượt khỏi dự tính của họ. Nhưng đến nước này thì họ đành phải nghĩ tới cách xử lý thi thể của Viên. Lúc này, nghề nghiệp của Lĩnh đã phát huy tác dụng, khi anh ta đã nghĩ ra kế lấy thi thể của Viên để giả làm thi thể một người chết khác, rồi đưa đi hỏa táng vào ngay chiều hôm đó,
Đây cũng chính là điểm đáng chú ý thứ hai của vụ án, cũng là điểm đáng sợ nhất. Mạo danh thi thể người khác đâu phải chuyện dễ làm, nhưng Lĩnh lại là người trong nghề. Anh ta không chỉ hiểu rõ quy tắc mà còn có đầy đủ công cụ thực hiện. Lúc này, trong tay Lĩnh đang giữ tờ giấy giới thiệu hỏa táng làm giúp một gia đình khác. Phần giới thiệu trên tờ giấy này viết rằng Ủy ban Nhân dân thôn Trấn Đông, Trấn Trịch Điếm, xã Nhạc Lăng và vì phần thông tin người chết bên trên vẫn còn trống, nên Lĩnh đã điền đại thông tin vào, ghi là họ Đinh, 78 tuổi, chết vì già cả vào ngày 9 tháng 3 năm 2010 và xin được cấp phép hỏa táng. Ngay chiều hôm đó, thì Lý và Trương đã chở xác Vương Hy Viên đến nhà tang lễ xã Nhạc Lăng, rồi đưa xác của Viên vào lò hỏa táng. Quy trình hỏa táng xác sẽ là nhà tang lễ sẽ nhận thi thể, sau đó làm thủ tục hỏa táng và cuối cùng là hỏa táng thi thể. Sau khoảng 30 phút, nhân viên sẽ thu cho cốt đóng hũ để đưa cho người nhà mang về. Thi thể lúc đưa vào lò hỏa táng thường được che mặt và bọc trong túi kín. Vì vậy, không ai chú ý tới việc giấy tờ người chết là một ông già gần 80, còn thực tế lại là xác một người đàn ông hơn 30. Lúc vận chuyển thi thể đến, thì Lĩnh còn cẩn thận dùng tên và cửa hàng giả để điền vào bản đăng ký. Sau khi hoàn tất hết các thủ tục, thì hắn ta đã đem cho cốt của Viên đổ xuống sông Mã Giáp. Cứ thế, Lĩnh đã thành công lợi dụng nghề nghiệp của mình để giả xác của Vương Hy Viên thành người khác và đem đi hỏa táng. Hắn ta đã không để lại bất kỳ dấu vết nào và làm cho Viên hoàn toàn biến mất mà không ai biết. Tiếp theo, Lĩnh đã lấy điện thoại của Viên để soạn tin nhắn với nội dung rằng: "Tôi ra ngoài vài ngày, sau khi về thì mấy anh em ta sẽ nói chuyện kỹ hơn." Sau đó đã tắt điện thoại đi. Mấy năm nay, trại gà của Viên hoạt động không tốt. Anh ta thường xuyên phải vay nợ, nhưng không đủ tiền trả, nên người quen đều cho rằng Viên chỉ đang đi trốn nợ. Về phía Hồng Hà, cô ta cũng đã từng thử gọi cho Viên nhưng không được. Vì thấy không yên tâm, nên người phụ nữ này đã dọn đồ đi vào ngay ngày hôm sau. Sau này khi tìm được nơi ở ổn định, thì Hồng Hà cũng từng thử liên lạc lại với Viên thêm lần nữa, nhưng mà vẫn không được. Cuối cùng, trại gà đã được người anh trai của Viên tiếp nhận quản lý. Đến đây, toàn bộ diễn biến vụ án mới xem như đã chấm dứt. Từ ngoại tình đến thuê sát thủ giết người, từ ám sát thất bại đến tự giết lẫn nhau, từ giết người không thành đến bị giết ngược lại. Tình tiết vụ án có thể nói là vô cùng ly kỳ và gây cấn. Từ cách thức chia rẽ làm hai sát thủ tự giết lẫn nhau, đến giết người hủy thi thể đều làm cho người ta khó mà tin nổi. Trong tất cả 6 đương sự của vụ án, dù Lợi và Viên đã chết nhưng người nhà hoàn toàn không biết và vẫn nghĩ họ còn sống, chỉ là tạm thời đi xa và chưa thể về nhà. Quan trọng hơn là tất cả tình tiết của vụ án đều xảy ra trong âm thầm. Trừ đương sự ra thì không ai biết được chuyện gì đã xảy ra và chân tướng bên trong là như thế nào. Thậm chí cả chính bản thân các đương sự cũng chỉ biết một phần chân tướng sự thật chứ không phải toàn bộ vụ việc. Nhưng tất cả những người biết chuyện đều giữ kín như bưng và không một ai dám tiết lộ, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến thân gia và tính mạng của họ. Nếu muốn đưa vụ án này ra ánh sáng thì phải cần một chất xúc tác. Vậy đó là gì? Không sai, chắc rất nhiều bạn đều đã nghĩ ra, đó chính là cái giếng cất giấu thi thể của Hàn Bản Lợi. Trong tất cả đương sự và manh mối của vụ án này thì đây là manh mối dễ bị bại lộ nhất, và việc này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2010, chủ nhân của khu đất bỏ hoang nơi vứt thi thể của Hàn Bản Lợi đã vô tình phát hiện trong giếng mình có thi thể người. Người này hoảng sợ khi nhìn thấy tay người trong giếng và vội vàng thông báo cho cảnh sát. Vụ án giết người ở Thương Hà, hay còn gọi là vụ án nhà tan lễ Yên Tòa, đã bắt đầu được đưa ra ánh sáng. Hàn Bản Lợi đã chết được nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chứng cứ lưu lại ở hiện trường cũng đã biến mất gần hết, chỉ còn lại mỗi một cái xác hư thối nặng và một cái búa. Theo kết quả giám định pháp y, người chết cao 183cm, nặng 90kg, trong độ tuổi từ 30 đến 40. Không thể nhận rõ mặt mũi, và nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị một vật cứng đập vào đầu. Hung khí chính là cây búa được vứt cạnh thi thể của nạn nhân. Với những vụ án giết người vứt xác như thế này, phần xác định được nhân thân của thi thể là chuyện quan trọng nhất, vì nó có thể giúp cảnh sát trực tiếp phá án. Vì những lý do đó nên cảnh sát đã lập tức bắt tay vào điều tra những người bị mất tích trong tỉnh vào một năm trở lại đây. Sau đó,
họ đã mở rộng ra các tỉnh lân cận và toàn quốc, nhưng vẫn không tìm được hồ sơ của ai trùng khớp với thi thể. Trong lúc hết đường xoay sở, cảnh sát đã thu thập được một chứng cứ rất quan trọng. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2010, có người đã từng nhìn thấy trên miệng giếng xuất hiện vết màu đỏ sẫm và trông rất giống máu. Còn cây búa hung khí vốn tưởng chỉ là một cây búa bình thường thì lại trở thành manh mối quan trọng. Bởi đây là loại búa mới, giữa đầu búa và cán gỗ đã được gia cố thêm bằng hai miếng kim loại mỏng. Cảnh sát đã lập tức cho điều tra tất cả những tiệm có bán búa ở Thương Hà. Họ sau đó đã tìm được một tiệm duy nhất có bán loại búa này. Ông chủ cho biết rằng ông đã nhập vào 80 cây, đến nay đã bán được 13 cây. Tuy không thể nhớ rõ mặt từng khách hàng, nhưng ông nói mình đã nhập hàng vào khoảng cuối tháng 12 năm 2009. Cộng thêm lời khai kể trên, cảnh sát đã suy đoán rằng thời gian gây án sẽ rơi vào khoảng tháng 1 năm 2010. Đây cũng là manh mối duy nhất mà cảnh sát có được đến thời điểm này. Vì thế, họ đã quyết định thay đổi hướng điều tra, đó là đi tìm những người có khả năng là hung thủ. Đầu tiên, đây phải là người bản xứ, quen thuộc địa hình trong vùng. Nên sau khi gây án, rất có thể người này đã rời khỏi địa phương, thậm chí là mất tích. Dù sao cũng chỉ mới qua được nửa năm, nên đối tượng này rất dễ tìm. Tiếp theo thì người này phải có xe, để có thể vận chuyển thi thể đi phi tang. Dựa vào những đặc trưng này, họ đã nhanh chóng tập trung mục tiêu vào 17 đối tượng, trong đó có cả Vương Hy Viên. Vì đã nhiều tháng nay không ai liên lạc được với Viên, và anh ta cũng phù hợp với những đặc điểm kể trên, nên Viên đã nhanh chóng được cảnh sát chú ý đến. Cảnh sát đã nhanh chóng cho người điều tra về Viên, và họ lúc này đã tìm thấy chiếc xe anh ta gửi vào xưởng để sơn lại, và tới nay vẫn chưa đến để lấy về. Họ lập tức cho kiểm tra, thì phát hiện trên xe có vết máu, và kết quả xét nghiệm ADN từ vết máu trùng khớp với vết máu của người chết ở trong giếng. Có thể chắc chắn rằng đây chính là chiếc xe được dùng để chở xác nạn nhân mang đi phi tang. Vụ án lúc này xem như có tiến triển lớn, Vương Hy Viên là đối tượng hiểm nghi lớn nhất. Cảnh sát đã nhanh chóng điều tra thông tin về anh ta và bắt đầu biết đến hai tên sát thủ, đó là Hàn Bản Lợi và Hàn Bản Sơn. Trong đó vóc người của Hàn Bản Lợi tương đối gần giống với người chết, nên cảnh sát đã cho đối chiếu ADN với người thân. Cuối cùng, nó đã cho ra kết luận người chết là Hàn Bản Lợi. Đồng thời, Hàn Bản Sơn cũng nằm trong diện tình nghi của cảnh sát. Lúc đầu, Sơn đã không chịu nhận tội, nhưng sau khi nhìn thấy bằng chứng mà cảnh sát đưa ra, thì hắn ta đã khai nhận tất cả. Đồng thời khai luôn chuyện Viên đã thuê mình và Hàn Bản Lợi để đi ám sát Trương Bản Lĩnh. Sau đó là kế hoạch chia rẽ và khuyến khích cả hai tự giết lẫn nhau của Viên. Xét thấy Hồng Hà không những là một trong những người chủ mưu mà còn từng làm nội ứng cho hai tên sát thủ, nên cảnh sát đã bắt Hồng Hà về đồn để điều tra. Hồng Hà đã chủ động khai hết toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Vụ án đến đây xem như đã có kết quả. Cảnh sát nghĩ rằng chỉ cần bắt được Viên là đã có thể kết án. Tuy nhiên, họ không biết rằng Viên thực sự đã bị Lĩnh sát hại, chứ không phải là bỏ trốn như suy nghĩ của họ. Lúc cảnh sát tìm tới Lĩnh để điều tra, thì anh ta đã tỏ ra rất hoảng sợ vì nghĩ chuyện mình giết người đã bị bại lộ. Nhưng sau khi biết được mọi việc, chính Lĩnh cũng phải hết hồn. Hóa ra cảnh sát không phải đến để điều tra việc anh ta sát hại Viên, mà là điều tra vụ án Viên thuê người để giết anh ta. Đến đây, những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra với Lĩnh vào một năm trước cũng đã được giải thích. Lúc này, Lĩnh cũng không còn cảm thấy áy náy về cái chết của Viên. Thậm chí anh ta còn cảm thấy may mắn vì ông trời đã phù hộ mình. Đến đầu năm 2011, dù vẫn chưa tìm được Viên, nhưng tòa án Tây Nam vẫn đưa ra phán quyết cuối cùng rằng Hàn Bảo Sơn sẽ bị phán tử và được hình hoãn chấp hành 2 năm, còn Trương Hồng Hà bị phạt án tù có thời hạn 11 năm. Về phía Vương Hy Viên, cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi bắt anh ta và cho rằng đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đã 2 năm trôi qua mà Viên vẫn bạt vô âm tính. Thậm chí suốt khoảng thời gian đó, cảnh sát không tìm được bất kỳ dấu vết sử dụng tiền hay chứng minh thư nào của anh ta, cứ như thể anh ta đã bốc hơi khỏi nhân gian. Cảnh sát lúc này buộc phải chuyển sang hướng suy đoán rằng Viên có lẽ đã chết. Cảnh sát lúc này đã bắt đầu điều tra lại từ đầu. Họ nhận ra tin nhắn cuối cùng của Viên có vấn đề. Nếu tin nhắn này gửi cho anh em bạn bè thì không sao, nhưng nó lại được dùng để gửi cho cả chú bác của Viên. Không có con cháu nào khi gửi tin nhắn cho trưởng bối lại dùng từ anh em ta cả.
rất có thể Viên đã bị giết và tin nhắn này là do hung thủ gửi đi để đánh lạc hướng mọi người. Nhưng do không hoàn toàn hiểu rõ quan hệ trong nhà của Viên, nên hung thủ đã gửi nhầm. Nếu Viên thực sự đã bị giết, vậy ai có khả năng là hung thủ? Cảnh sát lúc này đã nghi ngờ đến Hàn Bảo Sơn, nhưng hắn ta lại không chịu thừa nhận. Một mực nói rằng, sau khi giết Hàn Bản Lợi xong, thì bản thân mình đã lập tức về quê, và thế bản thân không hề sát hại Vương Hy Viên. Sau khi kiểm tra lại thời gian mất tích của Viên, thì cảnh sát xác nhận anh ta đã mất tích vào ngày 9 tháng 3 năm 2010. Trong khoảng thời gian này, thì Hàn Bảo Sơn không hề rời khỏi Thiên Tân, vì vậy, hắn ta không thể là hung thủ. Nếu không phải Hàn Bảo Sơn thì là ai? Cảnh sát đã kiểm tra lại ghi chép về vụ án từ đầu đến cuối và nhận ra Lĩnh cũng có khả năng gây án. Lúc được gọi tới để điều tra vụ án thì anh ta từng tỏ ra khinh thường Viên, còn nói rằng nếu bản thân mình giết người thì sẽ trực tiếp thiêu hủy xác rồi sau đó vứt cho xuống sông để phi tang. Trước đây, cảnh sát vẫn cho rằng Trương Bản Lĩnh là người bị hại, còn Viên và Hồng Hà đã hận là không thể giết chết anh ta. Vậy ai dám đảm bảo rằng Lĩnh không hận hai kẻ đã cắm sừng mình? Nếu hận, có khi nào anh ta từ người bị hại lại biến thành một kẻ đi hại người hay không? Cảnh sát đã tập trung điều tra và phát hiện ra rằng vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, Lĩnh đã từng đến trại gà để tìm Viên, nên có thể khẳng định cả hai đã gặp nhau trước khi Viên được thông báo mất tích. Cảnh sát sau đó đã nói lại chuyện này cho Hồng Hà và yêu cầu cô ta phối hợp để điều tra. Lúc này, Hồng Hà mới nhận ra rằng rất có thể hôm đó Lĩnh đã gọi Viên ra ngoài rồi ra tay sát hại nạn nhân. Ngoài ra, cảnh sát còn điều tra được ra được rằng vào tháng 6 năm 2010, điện thoại của Viên từng được một cô gái họ Tôn dùng. Nhưng nếu Viên đã chết vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, vậy là ai đang sử dụng điện thoại của anh ta? Hóa ra, cô Tôn kia là bạn gái của Lý Văn Tây và Tây lại là bạn thân của Lĩnh. Rất có thể sau khi sát hại Viên và gửi xong các đoạn tin nhắn chia tay thì Tây đã lấy điện thoại này để về tặng cho người bạn gái. Cảnh sát sau đó đã cho triệu tập Lĩnh và Tây về để điều tra, đồng thời cho lục soát nhà của Lĩnh. Cuối cùng, họ đã tìm thấy vết máu trên cái ghế dài mà Viên đã ngã xuống lúc bị đánh. Từ đây, họ xác nhận Viên đã chết trong nhà của Lĩnh. Tiếp đó, cảnh sát đã cho điều tra những người được Lĩnh đưa đi hỏa táng trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 3 năm 2010. Trong đó, có một người đã bị hỏa táng từ tháng 12 năm 2008, nhưng giấy tờ lại được dùng lại vào ngày 9 tháng 3 năm 2010. Cảnh sát lúc này đã tìm tới nhà tang lễ và lấy được bằng chứng là Lĩnh đã làm giả giấy tờ để đưa xác của Vương Hy Viên đi hỏa táng dưới cái tên là Đinh Mỗ. Trước những bằng chứng mà cảnh sát đã đưa ra, thì Lĩnh đành phải thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Đến đây, vụ án kéo dài hơn 2 năm với tình tiết thay đổi liên tục, kẻ hại người lại thành người bị hại này mới chính thức khép lại. Trương Bản Lĩnh sau đó đã bị phán tù chung thân, còn Lý Văn Tây cũng bị xử 9 năm tù có thời hạn. 6 người có liên quan trong vụ án thì 2 người đã chết và 4 người phải vào tù. Cuối cùng là 5 gia đình đã bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ án này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.